Nga có quay lại chuyện hoa để Nga chia sẻ, và bây giờ thì Nga sẽ quay cái khu chợ ở đây nhá, khu hội chợ ở đây. Rồi, cả nhà hãy cùng theo dõi nha. Đang được chiêm ngưỡng cả nhà ơi. Đang được chiêm ngưỡng một cái cây trị giá 2 tỷ nha. Wow, cả nhà thấy không? Cây này là cây me nhá. Wow. Nhưng mà cái cây giá trị nhất, cái cây mà được tâm điện chú ý nhất là cái cây me trị giá 2 tỷ đồng nhá. Đây thì hãy cùng chiêm ngưỡng nhỉ nhỉ. Đây, trước mặt chúng ta đây đây là cây me 2 tỷ. Và đây bán rất là nhiều cây nhưng không có bán mai nhé.